Rồi chúng ta bắt đầu nhé các bạn. Các bạn vào ở trong cái trang đầu tiên là chúng ta vào cái trang web của chúng tôi này. Đâu nhỉ? Các bạn thấy cái comment mà chả thấy ai Đức ơi, em có tag vào cho người ta được không? Tag các bạn vào ấy. Xóa đi một cái bài, cho bài nhiều thế. Những bạn mà comment ở trong cái bài này ấy, thì các bạn ấy đi, các bạn vào xem liver trực tiếp đi. Tôi đang tìm cái video gửi đường link cho các bạn này. Ôi dạ, có bạn nào comment này. Chúng ta vào trang phần mềm gói phần download này các bạn nhé. Ở đây có cái mục các bạn kéo thanh trượt xuống này. Kéo thanh trượt xuống thì các bạn ấy nhìn thấy là có cái chức năng là tải miễn phí bộ cài đặt phần mềm kế toán nhé. Ok chưa? Các bạn thấy, tớ thấy là các bạn đang ấy nhỉ? Để xem vào. Ở đây tớ chia sẻ tí nhá, các bạn chờ tí nhá, tớ chia sẻ một tí để nhòe hết cái này. Kế toán chuyên sâu này. Rồi, tớ chia sẻ một tí rồi tớ sẽ giúp các bạn nhé.
Các bạn chờ tí nhá, chờ tí nhá. Các bạn bạn vào cái trang web totoshop.vn này này các bạn này nhá. Rất là mệt, đang cảm. Vào mục download, chuyên mục download này. Các bạn vào tải miễn phí bộ cài đặt phần mềm kế toán Totoshop này. Các bạn kích vào cái chữ màu xanh này nhá. Các bạn nhìn thấy có một cái link tải phần mềm miễn phí tại đây này. Các bạn nhìn thấy không? Ở bên dưới thì có một cái link video hướng dẫn cài đặt. Có một cái đường link nữa là đường link tổng hợp tất cả các cái video hướng dẫn phần mềm trực tiếp tại đây. À, có bạn nào nhắn tin nữa các bạn đường link đâu rồi nhỉ? Đây, tôi sẽ phải nhắn tin cho bạn này. À. Rồi, ok, các bạn nhìn thấy không? Tải bộ cài đặt này, các bạn kích vào nút cái chữ mà chữ tại đây. Các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ tự động chuyển sang một cái file gọi là file media file nhé. Media file thì các bạn nhìn thấy là có một cái chữ download nó hiện lên, nó là 358 MB. Các bạn kích vào cái chữ download này. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy là khi các bạn kích vào chữ download này, nó hiện lên một cái đường link. Thì bình thường các bạn sẽ được cái đường, cái chỗ để chúng ta có thể lưu cái file cài đặt vào đây, đúng không? Các bạn chọn download. Bình thường các bạn sẽ, nó sẽ tự động lưu vào download này. Các bạn chọn server này. Thế thì phần mềm nó đang chạy nha các bạn, đang chương trình đang download về, nó mất khoảng 10 đến 15 phút. Các bạn nhìn thấy này, ở trong này có chữ download này. Đấy, các bạn vào đây, dòng này. Các bạn nhé. Chúng ta vào trang web này, vào tải miễn phí bộ cài đặt này. Đấy. Chúng ta sẽ phải chờ đợi một tí, là các bạn phải chờ đợi một chút về cái vấn đề là đăng tải, và đăng tải nó mất mười mấy phút đấy. Các bạn lưu ý, các bạn kích vào đây, các bạn kéo xuống, các bạn hãy nhìn thấy là có một cái link tải bản phần mềm kế toán Totoshop miễn phí. Ok, các bạn kích vào nút tại đây nhá. Thế nó sẽ hiện ra một cái trang là trang media file, nó ở đây và nó hiện là, các bạn có thể nhìn thấy này, nó hiện lên thế này. Các bạn kích vào nút download nhé, thì chương trình nó sẽ tự động tải về cho các bạn bộ cài của phần mềm có dung lượng 358 MB. Các bạn theo dõi đi, các bạn nhiều bạn comment ở trong cái đường link hướng dẫn lắm mà. Tớ thấy rất nhiều. Các bạn lưu ý này, khi đặt độ phân giải xem ở đây, các bạn chọn xem 720 nhá. Để các bạn xem video cho rõ nhá. Vì cái này chúng tôi đặt độ phân giải khá cao, các bạn có thể xem Full HD. Đây, các bạn kích vào xem đi, xem cho nó rõ. Đấy, tôi thấy là rất nhiều bạn comment vào cái bài này. Đúng không? Rất nhiều bạn comment.
Rất nhiều bạn comment thế, không thấy các bạn xem mấy nhỉ? Trong quá trình chờ đợi tải thì các bạn, tôi sẽ để yên thế này để cho tải nó nhanh, tốc độ nó cao, đúng không? Các bạn nhìn thấy này, đây đang quá trình tải đang thực hiện đây nhé, thấy không? Quá trình tải đang thực hiện ở đây. Đấy, nên chúng ta sẽ phải đấy, các bạn vào. Này chào đôi chào nó 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 ch
Nắng em lóc áo hết đi, đổi một khẩu đi. Không có nữa. Em đi không thể bao giờ nhận được rồi. Em đang bị không đủ điện thoại thế, không đủ điện thoại thế. Ai đã không chung mình, tắt cái đường mua lại thì chúng ta mua được cái gì. Cũng không đi chỉ mail à? Mail em chỉ có điện thoại. Em có điện thoại. Em không được thanh đổi.
Em ơi. Ok các bạn nhá, đã tải xong rồi. Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây? Chúng ta sẽ giải nén. Giải nén bộ cài. Vậy cho thấy các bạn trong quá trình chờ đợi thấy lâu quá, các bạn offline hết rồi nhỉ. Đây chúng ta đã tải được bộ cài về đây. Nhưng mà ở đây nó có một cái là nó lại chưa ở cái trạng thái mà giải nén. Bộ cài này chưa giải nén, chúng ta vào cài đặt cái bộ cài bộ giải nén ra nhá. Bộ cài giải nén này là nó là bộ WinRAR. Các bạn vào kích vào đây. Kích đúp. Rồi, các bạn chọn install. Ok. Đó, các bạn bây giờ quay lại nhá, các bạn nhìn thấy này. Chúng ta vào download này, chúng ta kích chuột phải vào đây, chúng ta chọn check here. Thank you.
Alo. Ô, anh đang live trực tiếp trên Facebook à? Đang live trực tiếp trên Facebook của thành ra là không không ấy được, không nghe điện thoại, chưa hỗ trợ được máy, đang live. Bây giờ như thế nào? Em cần cái gì? Rồi, tí nữa anh điện lại cho. Khoảng là chắc khoảng mất 30 phút nữa. Anh hướng dẫn nốt ở trên liver. Các bạn vào cái thư mục được giải nén ra, các bạn chọn setup này. Cái này nó phù hợp với Win 7 các bạn nhá. Win XP thì nó hỗ trợ nhưng mà phải cài đặt nhiều cái hỗ trợ hơn như là Net Framework là nhá. Các bạn nhìn thấy ở đây nhá. Hay cái video live trực tiếp với tôi không thấy các bạn xem nữa. Cái video này là video trực tiếp nên các bạn cố gắng xem trong lúc tớ đang làm này, cách bình thường các bạn cố gắng xem. Mạng rất chậm. Trong quá trình này là đang cài đặt SQL Server các bạn. Các bạn nhìn thấy là phần mềm đang chạy tự động các bạn nhé, đang chạy cài đặt trực tiếp nhé, liver trực tiếp đang chạy tự động với các bạn. Thảo nào mạng chậm thế, lại Facebook lại đi quét.
Virus này nó mà thấy mình nhắn tin với comment nhiều quá lại đi quét Facebook cái này, tình nghĩa gì? Thôi thì cứ làm rồi là thôi thì cứ làm rồi là mình chia sẻ sau. Sau khi quá trình cài đặt Ultra và quá trình cài đặt SQL Server xong thì chương trình sẽ tự động chuyển sang cài đặt phần mềm kế toán. Và tất cả những cái này đều chạy tự động hết các bạn nhé. Các bạn sử dụng Win 7 trở lên thì nó dễ, nhưng mà Win XP thì các bạn cần sự hỗ trợ từ chúng tôi. Thank you.
Các bạn có thể thấy là mọi quá trình nó đều tự động hết đúng không ạ? Xem cái phần mềm dữ liệu để vào đâu. Hình như ổ E. Các bạn có thể chọn để sửa đổi cái đường dẫn lưu bộ lưu chương trình phần mềm cài đặt các bạn nhé. Các bạn chọn trên này. Các bạn có thể đánh vào đây thay đổi thủ ổ D thành ổ E chẳng hạn. Các bạn chọn OK. Các bạn chọn OK. Đấy, các bạn chọn install. Rồi, chúng ta chọn lớp program. Sau khi cài đặt phần mềm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là có cái nút. Có thể ở đây là chạy, các bạn chọn chạy chương trình luôn hay không. Chúng ta chọn Finish để nó chạy luôn phần mềm các bạn. Ôi giời. Mạng khá là chậm. Tớ phải đóng hết đi.
Đây, như vậy các bạn nhìn thấy này, đầu tiên chúng ta sẽ phải chọn hủy bỏ để tạo mới một cái phần mềm này, dữ liệu để các bạn làm ấy, thì các bạn chọn trợ giúp này, tự động cập nhật này, để update cái bản phần mềm mới nhất về máy, sau đó các bạn mới tạo dữ liệu để sử dụng. Bạn chọn cập nhật nhé. Mạng chậm quá. Sau khi cập nhật phiên bản mới thành công thì các bạn chọn này, chạy phần mềm. Chúng ta sẽ tạo dữ liệu các bạn nhé. Bỏ đi. Không một không một không không bảy chín a tám tám là gì, có chữ S à? Cường đánh nhầm. Đấy, chúng ta chọn hủy bỏ này, đấy, chúng ta chọn tạo dữ liệu mới này. Các bạn lưu ý là chúng ta đồng thời cái việc là chúng ta tạo dữ liệu thì chúng ta sẽ bố trí cho chúng ta cái dữ liệu để làm sao phù hợp với cái doanh nghiệp của các bạn. Trong này có một số các cái thông tin các bạn cần lưu ý, là cái thứ nhất, cái thứ hai là cái thứ nhất là tên dữ liệu, các bạn có thể đặt tên ngắn của công ty này. Ok chưa? Sau đấy là các bạn tạo dữ liệu thì tạo từ năm trước, có nghĩa là năm trước đấy đã có số liệu rồi, các bạn tạo mới cho năm tiếp theo thì các bạn chọn tạo từ năm trước thì nó sẽ lấy số dư sang cho các bạn. Rồi, ok, các bạn nhìn thấy là đường dẫn để lưu dữ liệu ở đây. Các bạn ngày bắt đầu hạch toán trong phần mềm ở đây. Ngày bắt đầu năm tài chính đương nhiên là mùng 1 tháng 1 rồi đúng không? Phương pháp tính giá vốn bình quân ở đây nhá các bạn. Cái phương pháp tính giá vốn bình quân này thì các bạn khai báo ở đây là nó hệ thống cho các bạn là toàn bộ phần mềm, nhưng vào trong tà từng hàng hóa vật tư thì nó sẽ có chức năng là tự động tính theo cái khai báo của mình ở trong danh mục hàng hóa vật tư. Tức là có nghĩa là có bạn có công ty thì kinh doanh cả hai lĩnh vực, hai loại hàng hóa, vừa một loại thì bình quân gia quyền, một loại thì là tính theo phương pháp nhập trước xuất trước, thì nó sẽ phục vụ cho các bạn là cái chức năng tính giá theo từng cái loại hàng hóa vật tư riêng. Cái chế độ áp dụng cho công ty theo thông tư 133 hay là thông tư 200. Rồi là nếu mà đơn vị có là đơn vị xây dựng hay là sản xuất sản phẩm thì các bạn tích vào nút là đơn vị có hoạt động sản xuất sản phẩm. Chúng ta có thể chọn thực hiện thì phần mềm sẽ tạo ra dữ liệu cho các bạn.
Sau đây các bạn chỉ cần vào đà vào mở dữ liệu ở đây, các bạn chọn cái dữ liệu các bạn tạo ra. Đấy. Thế dĩ nhiên là ở đây thì tôi đã gỡ phần mềm và cài đặt ra, thành ra là cái dữ liệu đã có sẵn. Thế là chúng ta vào quản lý dữ liệu chẳng hạn. Thế tôi chọn đăng ký dữ liệu, tức là tôi đã có cái gói dữ liệu sẵn của tôi rồi. Bạn nhìn thấy không, dữ liệu của tôi nó khá nhiều. Ở trong cái dữ liệu này thì các bạn lưu ý là ở đây, ví dụ như tôi chọn cái dữ liệu của tôi. Để các bạn nên nhìn thấy là tôi chỉ cần chọn đồng ý, tức là trường hợp này là trường hợp mà sau khi các bạn làm ấy, các bạn sau khi các bạn làm số liệu trong phần mềm rồi, nhưng mà do một lý do nào đấy thì máy tính nó bị virus hoặc là cái gì đấy, các bạn cài lại Win thì các bạn vào để đăng ký lại dữ liệu nhé, là được. Đó là giao diện phần mềm đấy hiện ra. Các bạn like và chia sẻ để các bạn khác cùng làm nhé. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta kết thúc video thôi nhỉ. Kết thúc.